Hey guys, it's me again and thanks from Ama English and Happy New Year to 2020. This video is the first video of 2020 and I also have some uh, wish to you, all of you. In this new year, I hope that all of you will achieve uh, all the goals in the life and get success at every step of life. Enjoy a wonderful 2020. À, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với video clip của Thanh Và như Thanh đã nói thì hôm nay là video clip đầu tiên của năm 2020 Lần trước đầu tiên thì Thanh chúc uh, tất cả mọi người uh, sẽ đạt được tất cả những cái mục tiêu ở trong cuộc sống Có được những thành công ở trong mọi chặng đường Đặc biệt là hãy tận hưởng một năm 2020 tuyệt vời nhất Ok, that's it Ok, that we come back to the lesson today uh, Mặc dù chúng ta Tết năm mới đúng không, nhưng mà chúng ta cũng không quên uh, sẽ đón chờ những video clip của Thanh và học tập, học tiếng Anh làm sao mà chúng ta có thể nói giao tiếp được thành thạo tiếng Anh đúng không ạ? Và hôm nay chúng Thanh quay trở lại với video clip về học phát âm. Uh, hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với quy tắc số 3, uh, đó là quy tắc từ có chữ A, cộng phụ âm và cộng E. Nếu mà ai chưa xem quy tắc số 1 và quy tắc số 2 thì mọi người có thể lên kênh Youtube à, uh, để... Uh, click lại để xem lại quy tắc số 1 và quy tắc số 2 nhé. Nếu mọi người thấy video clip của Thanh hay thì hãy nhấn like, share và subscribe kênh youtube của Amai English để đón chờ rất nhiều các video clip về học phát âm cũng như là các cái uh, những cái bài học về giao tiếp hàng ngày uh, Thanh chia sẻ ở uh, trên youtube Amai English nhé. Ok, Đâu rồi chúng ta quay trở lại về bài học ngày hôm nay. Đó là quy tắc số 3, từ cổ chứa A cộng phụ âm và cộng E. Rồi, How to pronounce these words? Vẫn là câu hỏi thường Thanh hay hay hỏi mọi người Đúng không ạ? Là mọi người thường phát âm những cái từ này như thế nào? Đầu tiên Mọi người có tìm từ gì ạ? À là từ cái hồ đúng không? Mọi người phát âm cái từ này nào nhỉ? Ừ, học viên của Thanh hay phát âm là gì ạ? Là leg like, Leg like, Ok Leg like, Ok Rồi Cái từ uh, uh, game đúng không? Hay phát âm là game 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 Và từ khuôn mặt thì mọi người phát âm nào nhỉ? Có phải là face không? Face Face phay đúng không phay đúng không ok rồi thì tất cả những cái từ này mọi người thanh sẽ phát âm lại một lần nữa mà mọi người sẽ tìm ra cái điểm chung của, của của cái cái âm này nhá đầu tiên cái 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 từ cái hồ này mình sẽ không phát âm là lake mà mình sẽ được là lake. lake 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 yes next one cái từ uh, trò chơi này mình sẽ không phát âm là game mà mình sẽ phát âm là game game, game. Game, And the last one, face, face, face. Rồi, vậy thì ba cái từ này sẽ có một điểm chung là gì ạ? Mọi người sẽ thấy là khi mà ở đây mình có dấu hiệu là A cộng một phụ âm và cộng với E. Được chưa ạ? Ở đây cũng là A cộng một phụ âm và cộng với E. Và nữa tiếp nữa là A cộng một phụ âm C và cộng với E. Đó, thì đây là dấu hiệu của bài ngày hôm nay và là quy tắc số 3. Khi mà chúng ta trong từ chúng ta sẽ gặp một cái quy tắc đó là A cộng một phụ âm và cộng E Thì cái chữ A ở đây mình sẽ được phát âm như thế nào? Chúng ta sẽ đi đến cái phần quy tắc nhé Rồi, rule number 3, quy tắc số 3 Đối với từ một âm tiết, mọi người lưu ý cho Thanh nhé Đối với từ một âm tiết, được không ạ? Rồi, đối với từ một âm tiết Thì sao nhỉ? Mà có trong cái từ đấy có chữ A cộng một phụ âm và cộng với E E ở cuối từ nhá A cộng một phụ âm cộng với E Thì cái chữ A ở đây ấy Mình đọc là thành A. Chứ không phải thành E ở trong tiếng Việt Ví dụ như cái từ à, từ game đúng không? Mọi người hay phát âm là gì nhỉ? Là game đúng không ạ? Đúng rồi Thì mọi người đặt mặc định à cái chữ A này Mọi người sẽ phát âm thành âm E Tuy nhiên không phải vậy nhá Không phải vậy Mà cái từ A này mình sẽ đặt phát âm là âm A Đúng không ạ? A. Chính vậy mình sẽ phát âm là game game rồi game rồi nhắc lại quy tắc nhá trong từ có một âm tiết mà có dấu hiệu a cộng một phụ âm cộng với e à, chữ a ở đây mình sẽ được đọc thành âm a được chưa không phải đọc âm e ở trong tiếng việt vậy thì cái âm a này được phát âm như thế nào thì trong video clip trước thì thanh đã hướng dẫn mọi người cách phát âm âm a này rồi À, cách phát âm âm a này rồi được chưa? bây giờ chúng ta sẽ ôn lại một xíu nhá. rồi cách đọc âm a, đây là một nguyên âm đôi đúng không ạ? nguyên âm đôi. nếu mà ai muốn xem chi tiết hơn mọi người ta có thể quay trở lại về video clip trước à, quy quy tắc um, quy tắc số 2 thì sẽ có cách đọc cách đọc của cái âm này rất là rõ ràng và chi tiết thanh là hướng dẫn cụ thể rồi. hôm nay thì thanh chỉ đi qua thôi được chưa? À, đây là một nguyên âm đôi. cho nên cho nên nó sẽ là sự kết hợp giữa hai nguyên âm đơn đó là nguyên âm e và nguyên âm i đúng không ạ bắt đầu khẩu hình miệng của âm e và kết thúc khẩu hình miệng của âm i đó mọi người nghe thanh phát âm này nó không phải là âm ở i -a ở trong tiếng việt nó không phải chữ a này mà cũng không phải là chữ e này được chưa mọi người lưu ý nhé hai cái âm này là người việt hay đọc thành cái âm này nhưng mà không phải là mình sẽ đọc là e -I. được chưa e đó mọi người thấy không e thì đọc cái thanh ngang là chữ e là phải đọc e bình thường còn cái, đăng cái âm đằng sau thì mình đọc thành âm y rất thanh nhá thêm dấu huyền vào e e e e e e ok repeat after me e e mọi người có hình dung ạ rồi lưu ý nhá đọc cố gắng đọc rộng to cái này e e e a đó nó không phải là âm a nó không phải là âm e mà nó là âm a a được chưa khẩu hiệu miệng này E và chữ i này I a, i a a ok được rõ chưa mọi người cố gắng luyện tập nhiều hơn giúp thanh nhá rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần tiếp theo à... đó chính là Mọi người giúp Thanh uh, luyện viết phiên âm nhé Rồi, quy tắc mình đã có rồi Thanh có một số, có 10 từ như thế này Được chưa? Đó, chúng ta sẽ cùng nhau luyện viết ra phiên âm này Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy dấu hiệu là gì nhỉ? À, ở đây dấu hiệu là gì? Dấu hiệu là A cộng một phụ âm cộng E Trong từ có một âm tiết mà có A cộng một phụ âm cộng E Thì A ở đây sẽ được thành âm A, đúng không ạ? vậy thì chúng ta sẽ viết được cái từ phiên âm của cái từ này luôn đó là mình sẽ viết là l là phụ âm giữ nguyên viết phiên âm nhá a là ở đây là thành a đúng không Yes, ai -E. rồi tiếp t vẫn nguyên là t mọi người lưu ý cho thanh chữ e ở cuối từ là âm câm cho nên mình sẽ không được ghi ở trong phiên âm thế nên chữ e này mình sẽ bỏ trong quá trình mình đọc nhá và cái từ này mình sẽ đọc không đọc là late đúng không từ muộn nhé mọi người sẽ đọc là late late, 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 đúng không ạ? Ok tương tự e ở cuối từ mình sẽ là âm Cầm, chính xác chữ g thì mình giữ nguyên a à, ở đây mình đọc là âm a đúng không ạ? Rồi chữ m thì sao? Chữ m giữ nguyên ok và cái từ này mình sẽ không đọc là game đúng không? Mình sẽ là game, game, game rồi tương tự mình sẽ có từ này F giữ nguyên đúng không ạ? Mọi người có thể ghi được phiên âm của tất cả những từ này giúp thanh nhé Rồi A ở đây Mình có dấu hiệu là A cộng một phụ âm cộng E A ở đây đọc là A chính xác luôn Đó K ở đây phụ âm giữ nguyên đọc là Ok E cuối từ câm bỏ Mình sẽ đọc cái từ này là fake, fake 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 Được chưa? Rồi dễ không ạ? Rồi tương tự nhá À có từ này Từ này R ở đây phụ âm giữ nguyên này Được chưa? Phụ âm đa số giữ nguyên mọi người nhá A ở đây có dấu hiệu là A cộng một phụ âm cộng E A đọc thành A đúng không ạ? Rồi, tuy nhiên chữ C ở đây Chữ C là một phụ âm luôn luôn biến đổi Và trong trường hợp này Khi mà mọi người cứ thấy C cộng E Thì mọi người khi âm cho thành chữ SC luôn nhá Được chưa? Đó thì Mình đọc cái từ này là Race Race E cuối từ căn mỏ đúng không? Nhưng mà C mà cộng E đằng sau Thì C đọc là SC luôn được chưa? Phụ âm C thì Thanh sẽ dạy ở những cái bài học sau nhá. Được chưa? Race, race, race. Rồi cái từ ghét này. Mình cho Thanh viết được phim lâm luôn này. H này. A cộng một phụ âm của E A đọc là A đúng không? T đọc là T. Đúng không? E âm cuối câm bỏ. Cái này mình đọc là không phải là hết. Mà mình sẽ đọc là hate. 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 Đúng không ạ? Rồi. Đó thì mọi người cố gắng uh, uh, dừng video clip này lại và sau đó mọi người sẽ uh, viết được phiên âm của 10 cái từ này được không? Rất là dễ dàng để viết Và khi mà các bạn viết đúng rồi thì các bạn lại đọc càng đúng nữa Đúng không? Rồi Đấy là cách thức mà mình sẽ học cái các quy tắc này để chúng ta có thể viết được phiên âm của bất cứ những cái từ nào mà chúng ta sẽ không phải tra từ điển Được chưa? Đấy uh, là cách viết nhá Mọi người thử dừng video và viết cho Thanh 2 phút, bắt đầu Bây giờ chúng ta sẽ xem cái đáp án Chúng ta sẽ viết đúng không nhá Mọi người xem đáp án này Đúng chưa Ok Late Game Fake Lake Save Tương tự này Race Đó Để thanh in đậm cái từ này này C cộng E thì C ở đây sẽ phải là S nhá Mọi người tạm thời cứ ghi ở cho thanh như vậy đã Và bài học sau thì thanh sẽ dạy vì phụ âm C này Rồi hay Take. Take Wake Make. Rồi mọi người đọc lại theo thanh nào? Late game game game. Đọc lại theo thanh nhá. Repeat after me. Fake fake fake. fake. Lake. 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 Like like like. Không phải like nhá. Nào like like. Save save save. Raise raise race, hate. Ok, cái này không đọc là hết mà đọc là hate, hate, hate. Cake, cake, cake. Cái âm C này cũng được, để âm C này cũng là phụ âm C mình mọi người tạm thời ghi cho nên là khi nó là âm k. À, còn tại sao như vậy chúng ta sẽ có những bài học về sau nhé. Cake, cake, wake, 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 make, make, make ok cố gắng pause video và luyện tập đọc đi đọc lại đọc đi đọc lại khoảng 3 đến 4 lần để cho mình trôi chảy và quen cái khẩu hình miệng ngày xưa mình hay đọc cái âm a này thành âm s hoặc là âm à, âm, âm, âm a thì nhưng không phải như vậy mà là âm a, a a a đúng chưa ok rồi next one luyện đọc cùng thanh một số âm này nhá came came fake fake Late, late. Nhớ ending sao nhé? T, t, t. Đúng không? Late, late. Next one. Save, save, save. OK. Raise, raise, raise. Cave, cave. Nhớ ending sao của thanh cái âm cuối, thanh là âm v đấy. Mm. <laughs> Đúng ạ. Cave, cave Next one. Dave. 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 E mọi người lưu ý nha, chữ E cuối từ này Luôn luôn là âm câm luôn Cho nên mọi người sẽ không thể xuất hiện Ở trong cái phiên âm của nó Đó, chữ E luôn luôn là âm câm đó Được chưa? Next one Tape 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 Yes Hate 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 Page, cage, cage, cage. Cake, cake, cake. Wake, wake, wake. Ok, chúng ta xem phần chúng ta xem phần luyện tiếp theo nha. Ok, next one. Made, made. Mọi người rất nhiều người học viên đọc cả là made đúng không? Lưu ý không phải nhá. A made, made. Take, take, leg leg gave quá khứ của từ give đó ạ quá khứ của từ này được chưa mình không đọc là gave mà mình sẽ đọc là gave 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 game game game, game. rate rate không đọc red nhá rất okay. nhiều học viên đọc là red đó rate rate à cái từ tự này rất nhiều người đọc cái từ này nhầm với cái từ này, đó, cái từ này là động từ là động từ bán đúng không ạ, cái này là doanh số đúng không cái này là phiên âm là s e l và cái này mình đọc là sell 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 nếu cong cái lưỡi lên any đi sao l nhá, sell sell còn cái từ này mình không đọc là sau mà mình đọc là sale 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 đó. ail ail, sale sale. Hôm sau Thanh sẽ làm một video clip về những cái từ như thế này thì mọi người hãy đón xem video clip của mới của Thanh nhé. Ok, mình đọc là sale, sale. Còn đây đọc là sao saw. Được chưa? Next one. save. Ở đây tất cả đều là cái dấu hiệu của mình này. A cộng một phụ âm và cộng với e, được chưa? Thì a sẽ đọc là a. và e là âm câm thì bỏ, được không ạ? save save age age male 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 face à mình có một cái từ nữa này c cộng e thì c được phát âm là s gì nhá okay. face face next one base 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 ok OK uh, đấy là video clip ngày hôm nay uh, tiếp tục là quy tắc số 3 về quy tắc về um, a cộng một phụ âm cộng e thì a sẽ đọc thành âm a và lưu ý đó là cái âm e ở cuối từ ấy là âm câm mọi người nhé, thế nên là sẽ không được ghi vào trong phiên âm của mọi người, thế nên là uh, thanh hy vọng là sau video clip này mọi người sẽ có thể đọc đúng được những cái từ rất nhiều từ luôn thanh nó thật là rất là nhiều từ và có những cái dấu hiệu như thế này và thanh hy vọng là sau video clip này mọi người sẽ đọc đúng được những cái từ đó mặc dù đấy là những cái từ đơn giản thôi hay gặp hàng ngày nhưng mà mọi người hãy chỉnh cho mình dần dần và từ từ ví dụ như từ trò chơi mình sẽ không được là game mình đọc là game đúng không ạ ví dụ như cái từ khuôn mặt mình không được là face mình đọc là face Face okay, that's it for today. And um, I hope that you will enjoy my video and see you next time. Bye.